đóa sen búp màu hồng rất là dễ thương. Thì câu nói của Thầy, mỗi ngày chúng ta đều đang góp phần tạo nên những phép màu, chỉ là chúng ta không nhận ra đó thôi. Con kính thưa đại chúng, hồi nãy con có xin sư em Minh An đã hát bài Đạp về đã tới. Đạp về đã tới là dấu ấn của làng Mai. Con biết con có nghe lầm hay không, nhưng đó hình như đã được gọi là bản quyền của làng Mai rồi. Được làm người học trò của Thầy, được làm trưởng nữ của Như Lai, chúng con có rất là nhiều cơ hội để cho phép trái tim của mình nó được mềm ra. Hồi xưa mình còn trẻ, mình đọc một lá thơ tình, mình có thể khóc, mình có thể thổn thức. Nhưng khi làm một người thực tập, được làm đệ tử của Thầy, được nhìn những câu thư pháp của Thầy, những đoạn văn của Thầy viết, những bài giảng của Thầy, con có rất là nhiều lần cho phép trái tim của con nó mềm ra. Và đó là điều hạnh phúc cho con. Ngày hôm qua có một đoàn nhóm các em, gia đình Phật tử, người Việt nhưng lớn lên ở đây và khoảng 60 em, Oanh Vũ, Ngành Thiếu và Ngành Trưởng. Và mấy em từ 6 tuổi trở lên rất là dễ thương. Mấy em tuy là cha mẹ người Việt nhưng vì sinh lớn lên ở đây cho nên các em không nói được tiếng Việt nhiều. Có một em trai nhỏ tới nói với một sư cô thiện nghiêm phụ trách: sư cô ơi, chỉ cho con cái thùng phước xương chuẩn để cho con có thể con cúng dường. Sao em biết? Nó già, mẹ con bảo con mỗi lần đến chùa con nên cúng dường lại cho Tam Bảo. Và các em được quý thầy, quý sư cô ngày hôm qua tu tập lẫn nhau, dạy dỗ và chăm sóc. Tự nhiên con nhìn thấy đó là hình ảnh của thế hệ trẻ ở nước Mỹ. Được cái cây nó được vững vàng, được thương yêu, được chăm sóc. Và ngày hôm trước thì có một chàng trai chắc khoảng hơn 30 tuổi. Thì buổi chiều chàng vàng tối thì ở trong một cái trạng thái hình như không được ổn định, không biết có ảnh hưởng về thuốc hoặc như thế nào. Nhưng mà dáng đi nghiêng ngả, không có ổn định, mắt nó lơ láo lạc thần. Và quý sư cô cũng ngài, trời trời cũng tối. Thì khi lúc đó thì mà cũng nhờ xin quý thầy để một nhóm quý thầy tới có thể giúp gì được, và cũng để tạo cái an toàn cho người ấy và cũng cho quý sư cô. Thì mới đầu con chợt nhận ra có các sư cô còn trẻ cho nên hơi sợ. Thì con cũng có cái cảm nhận mình hơi vô tình và mình chỉ lo về an toàn của mình thôi.
Nhưng khi sư chị con đi ngang qua và nói tội cho cái người mẹ có đứa con như vậy, ngay trong giây phút đó trái tim con nó mềm trở lại. Và con nghĩ nếu người con trai đó là con trai của mình thì sao? Mình có xót, mình có thương không? Và tự nhiên trong lòng con gợi liền một cái tâm niệm thương yêu cầu nguyện để người ấy biết đường về. Và con kính thưa đại chúng, nếu người ấy ở trong cái thính chúng này, hoặc là người ấy trong những nhóm mới tới lần đầu để nghe quý thầy cô hướng dẫn, hoặc người ấy sẽ có lần sẽ được may mắn tìm về để biết tu tập, thì hạnh phúc biết chừng nào. Con cũng đang cầu nguyện như vậy. Và ngày hôm nay con nhân ngày lễ phục sinh, con cũng xin chia sẻ với đại chúng những cái sự thực tập, những quả vị, và không hẳn chỉ chờ đến một ngày mình mới được sống lại. Nhưng mà trong giáo lý thâm sâu của Đạo Bụt, mình sinh diệt trong từng sát na. Mình chết đi và mình sống lại trong từng khoảnh khắc, trong từng tâm niệm của mình. Tâm niệm trước, con hơi hững hờ, con hơi khô, con vô tình. Nhưng con tỉnh thức, tâm niệm sau, con gửi một thông điệp thương yêu, cầu nguyện, che chở, đùm bọc. Con đã sống lại. Con hôm nay sẽ chia sẻ với đại chúng những cái quả vị của làng Mai. Sư em con vẽ cho con cái cây, và cái cây này tượng trưng cho cái mình, con gọi là cái cây thực tập. Và đại chúng, chúng ta đến tu viện Lộc Uyển cũng như đến với những nơi trung tâm tu học của làng Mai thì được gọi đó là xứ sở của giây phút hiện tại. Và ở trong hôm nay mình sẽ đang ở trong một cái khu vườn của giây phút hiện tại, có rất nhiều cây và mỗi người là một cái cây, và cây đó con gọi tên là cây thực tập với những pháp môn. Và khi tu học với pháp môn của làng Mai, thì dần dần mình sẽ nếm được cái quả vị. Và làng Mai sẽ có bốn quả vị. Quả vị quả vị đã về, đã tới.
quả vị tương tức of an trú. Quả vị tương tức. Hoặc quả vị vô sinh. Với quả vị đã về, đã tới thì mình phải đi kèm với bây giờ và ở đây. Con kính thưa đầy chúng, Thầy đã nói, khi ta có khả năng trở về, có khả năng dừng lại, thì ngay đó ta có niềm và định. Ta hoàn toàn thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Cũng như bài hát lúc nãy đầy chúng đã được nghe và đã cùng hát. Đã về, đã tới, bây giờ ở đây. Thì muốn thực tập được điều đó, cái căn bản là mình phải nhờ hơi thở để mình đem tâm về với thân. Mà về với hơi thở, hơi thở là cầu nối, thì mình phải thực tập nhận diện đơn thuần. Chỉ thế thôi. Khi bước chân của mình về được từng bước, khi bước chân của mình đến được bây giờ, đến được ở đây, cũng như khi đại chúng đã vào được cổng của tu viện Lộc Uyển, mình đi được những bước chân, nó đã về, nó đã tới. Tâm mình không bận rộn suy nghĩ, tất cả mọi thứ mình để lại ngồi bên kia cánh cổng, để từng giây phút một, từng khoảnh khắc một, mình đếm được cái giây phút hiện tại. Và mình nhẹ, mình an, thì ngay lúc đó ít nhiều quý vị đã biết thực tập hiền pháp lạc trú. Có những lần sư ông dạy khi mình đi thiền hành, có những câu kệ giúp mình thực tập, mình đeo cái tâm của mình để đừng có suy nghĩ vẩn vơ, lo buồn về những cái gì xảy ra trong quá khứ, hoặc băn khoăn cái gì nó sẽ đến trong tương lai, hoặc bực bội trong cái chuyện trong hiện tại.
thì mình hãy neo tâm vào cái câu thực tập. Khi mình đi, mình sẽ đọc với các chữ theo cái chiều dài của hơi thở của mình, tùy theo dài ngắn. Chẳng hạn như mỗi bước chân là phép lạ. Đối với con đi mỗi bước chân, con đi ba chữ đó, con đi với hơi thở vào ba bước. Là phép lạ, phép lạ, năm chữ sau, con đi bằng hơi thở ra năm bước và con buông thư. Mỗi bước chân là phép lạ, phép lạ. Mỗi bước chân là nuôi dưỡng, là nuôi dưỡng. Mỗi bước chân là trị liệu, trị liệu. Mỗi bước chân là tình thương, tình thương. Con cứ thực tập như vậy. Ba bước cho hơi thở vào, năm bước cho hơi thở ra. Và hơi thở ra con buông thư. Con thưa đại chúng, con đã về được với bước chân của con. Và con thấy rõ ràng rằng là chỉ như thế thôi, không cần phải mong cầu gì nữa. Con nhớ có một bà mẹ cũng là người thực tập. Cái năm đó người con bỏ đi và trời tuyết đầy trời. Người mẹ đó trong lòng rất là khổ, chung quanh bao nhiêu người tung tăng để đón cái bông tuyết đầu mùa, hạnh phúc cười reo, nhưng mà lòng của mình khổ và buồn. Cho nên người mẹ ấy đi trong tuyết, nhưng mà đi không nổi, nó buồn, nó nặng, và đã viết xuống: năm xưa trong tuyết lòng tê điếng. Lúc đó cái lòng mình điếng, nó tê tái hết. Cho nên năm xưa trong tuyết lòng tê điếng, hụt hẫng chân tìm con ở đâu. Chỉ viết được hai câu thôi và không thể viết được gì nữa hết. Nhưng mà cảm ơn sự thực tập, cảm ơn sự trở về từng giây phút một, bây giờ ở đây. Và dần dần, những bước chân là nuôi dưỡng, những bước chân là trị liệu. Và cứ như thế ngày qua ngày tiếp nối. Qua năm sau, trời cũng tuyết rơi, nhưng mà người mẹ ấy có thể viết xuống tiếp hai câu nữa: năm nay hoa tuyết rơi đầy áo, về được bước này mẹ thấy con. Lúc này mình cảm thấy tuyết rơi đẹp, hoa tuyết rơi trên áo của mình, và bước chân mình về được thì con có trong mẹ, mẹ có trong con. Không phải đi tìm con nữa, mẹ chỉ cần thực tập cho vững vàng, cho an ổn, làm ngọn hải đăng, làm cái bến cảng bình an, thì năng lượng đó được chuyển một cách vô hình, nhưng sẽ đến được. Cái sự rung động giữa con và mẹ sẽ được đón nhận, và con đã biết tìm đường trở về. Và con kính thưa đại chúng, tất cả chúng ta là những người thực tập, chúng ta cũng đều đi những bước chân bình an, thương yêu, vững vàng, để
để cho những người thân của mình cũng được vững vàng. Và để cho những người trẻ ngoài kia tìm được cái chốn để trở về. Thành bước chân của mình, bước chân trở về, không phải chỉ nuôi dưỡng mình, không phải trị liệu niềm đau nỗi khổ của mình, nhưng mà cho biết bao nhiêu người nữa. Và khi nói đến cái quả vị đã về, đã tới, thì mình phải luôn luôn nhớ là bây giờ ở đây trong giây phút hiện tại, với hơi thở nhận diện đơn thuần, chỉ thế thôi mà không có phải tác ý cái gì thêm. Thì đồng thời mình cũng thực tập an trú. An trú là một quả vị rất là tuyệt vời. Cái tâm mình dừng lại, mình không còn mong cầu, không còn rong ruổi, không còn cần đòi hỏi một cái gì nó phải xảy ra đến với mình nữa hết. Ngay lúc này mọi thứ đã đủ rồi. Ngay phút này tôi đang hạnh phúc những gì tôi đang có. Tôi chưa là tập sự, tôi cũng hạnh phúc. Tôi tập sự rồi, tôi cũng hạnh phúc. Và tôi làm sa di cũng hạnh phúc. Và làm một vị tỳ kheo ni cũng hạnh phúc. Và lên làm giáo thọ thì cũng hạnh phúc. Lỡ cái biểu kêu pháp tội thì cùng lắm một năm hai lần là nhiều. Cho nên cũng không phải lo gì lắm. Thành con nhận thấy ở trong cái tầm tay của mình bằng lòng với những cái của mình có, thì tự nhiên mình an và mình trú được. Con kính thưa đại chúng, khi mình nói đến cái quả vị an trú thì mình luôn luôn mình phải dựa vào cái công phu hàng ngày của mình. Chẳng hạn khi mình đi, mình phải an trú trong bước chân. Bây giờ ở đây, trong cái giây phút hiện tại, khi mình ngồi, mình ngồi thiền với đại chúng hoặc ngồi trong buổi họp, mình trở về với hơi thở, chỉ nhận diện hơi thở, quan sát hơi thở và có mặt với hơi thở, chỉ làm công việc đó thôi. Không can thiệp nhiều. Khi mình ngồi ăn, mình cũng trở về. Mình nhai một miếng thức ăn, mình cũng an trú. Cho nên quý vị thấy bữa ăn trưa luôn luôn mình ngồi yên trong vòng 20 phút. Đó là quý thầy cô muốn mời đại chúng mình thực tập an trú trong vòng 20 phút ngồi yên một chỗ. Mình có ngồi yên được cái thân thì cái tâm mình mới yên. Và khi mình an trú được trong hơi thở, mình an trú trong bước chân, mình an trú được ở trong thân của mình, mình biết nó đang có niềm vui, đang rộn ràng. Mình biết nó đang nặng, nó đang có cái niềm đau. Thì mình có mặt được với cái cảm xúc của mình và mình ôm ấp. Thì chính cái yên, cái lặng đó, cái vững đó, nó sẽ cho mình từ từ một cái nhìn nó thấu suốt hơn. Ở tu viện có rất là nhiều pháp khí, có nhiều gọi là pháp môn để cho đại chúng có thể neo tâm. Một danh từ nữa của cái an trú là mình có thể neo tâm. Mình neo tâm vào tiếng chuông và mình thở với tiếng chuông. Thở với cái tiếng chuông chùa cổ tận sâu ở trong lòng của mình, trong trái tim của mình,
tiếng kêu của Bụt. Con xin mời đại chúng an trú với tiếng chuông và thở với tiếng chuông. Cách đây mấy ngày, sư cô trị sự của xóm Trong Sáng, sư cô nhỏ xíu à, nhưng sư cô mang cái máy cắt cỏ lớn có thể hơn sư cô nữa, mà nặng nữa. Và sư cô cứ đi từng nơi này đến nơi nọ để cắt cỏ trong rừng sồi, cắt cỏ chỗ này, chỗ kia. Và sư cô chia sẻ, cỏ trời mưa nhiều cho nên nó cũng làm cho cỏ mọc cao và không thấy các tường buộc trong rừng sồi đâu hết. Nhưng mà cắt cỏ xong rồi thì thấy buộc, thì tâm mình cũng vậy. Nhiều khi nhiều vấn đề xảy ra quá, mình không nhận ra đấy thôi, mình không nhận ra buộc cỏ trong mình. Cái khả năng tỉnh thức, khả năng thương yêu, tất cả đều có trong mình, nhưng vì bị che không có thấy. Và sư cô nói khi cắt cỏ rồi thấy buộc, và đồng thời con cũng nghĩ, ồ, nếu chưa kịp cắt cỏ, nhưng mà mình đứng ở chỗ một cái chỗ cao hơn, để mình nhìn xuống, mình cũng thấy được buộc. Hoặc mình đến gần hơn, mình cũng thấy được buộc. Có nghĩa là mình tùy vào cái nhìn tích cực của mình để mình nhìn cái sự việc. Khi mình an trú được trong hơi thở, mình có cái tâm nó khinh an, nhẹ, thì tự nhiên mình có được cái định. Thì lúc đó cái nhìn của mình nó sẽ tích cực hơn. Nhưng mình đứng trên cao, mình nhìn xuống, mình không bị cỏ che và mình sẽ thấy toàn diện vấn đề hơn. Và buộc của từ thân sẽ hiện. Và mình cũng thấy buộc nơi người kia nữa. An trú là mầu nhiệm như vậy. Mình không có trách. Mình không đòi hỏi. Và mình không có phân bì nữa. Dần dần khi mình an trú, mình tu học, mình nếm được quả vị an trú, thì từ cái niệm của mình, tại mình phải có chánh niệm trong từng cái giây phút, bây giờ và ở đây, thì từ niệm, cái công phu của mình nó hàm dưỡng từ từ, nó sẽ sâu hơn và mình sẽ có được định. Và thực tập rồi mình sẽ cảm thấy có nhiều định. Định không, định vô thường đối với thời gian mà nói, định vô ngã đối với không gian mà nói, và định tương tức. Với những cái định như vậy, cho mình chọc thủng được những cái vấn đề mà nếu bình thường mình không tu tập chánh niệm, mình không trở về với giây phút hiện tại, mình không nhờ hơi thở, không nhờ bước chân, không nhờ an trú, mình không đã về, đã tới, thì khó để mình có được cái định. Tại niệm và định đó là những năng lượng, tuy vô hình nhưng nó cởi trói rất là nhiều vấn đề. Và khi mình có định như vậy, đại chúng sẽ thấy, đồng thời mình cũng nếm được một cái quả vị gọi là quả vị tương tức.
nói đến quả vị tương tức. Đại chúng có thấy là về tới tu viện Lộc Uyển tìm một cái tờ giấy napkin rất là khó, nhất trong bữa ăn không thấy cuộn giấy napkin như ở nhà mình dùng đâu. Chúng con mỗi người cũng ráng cố gắng có một cái khăn nho nhỏ để có thể mình giặt và mình xài lại. Và trên quý thầy, phòng ăn quý thầy có treo nhiều cái khăn, tại vì mình tương tức với đất mẹ, tương tức với rừng cây, và mình không muốn đốn rừng cây để làm giấy, dù là mình giấy đó mình chuyển hóa lại. Thưa đại chúng, cái quả vị tương tức trong bất cứ trong đời sống hàng ngày mình đều có thể làm được công việc đó. Mình đi đến những nơi công cộng, mình sử dụng với nhà vệ sinh, mình không nhất thiết phải xé một lần kéo xuống 3-4 tờ giấy, và mình chỉ chùi sơ rồi mình vò mình quăng. Nếu xài được một mẫu thôi và mình có thể dùng được thì mình tiếp tục mình dùng. Đó là mình thương đất mẹ, mình thương cây xanh. Tương tức là như vậy. Mùa này vẫn còn là mùa xuân, đại chúng về tu viện có thấy được những hoa đủ màu sắc, đủ loại. Và nếu mình yên được và mình sẽ nhận ra nhiều cái hương hoa khác nhau, nhất là buổi sáng cứ theo từng đợt gió, mùi hoa lai lắc, mùa hoa bưởi, mùa hoa cam, nhiều hoa lắm. Và đồng thời đại chúng có thấy rằng là bắt đầu bây giờ có vài cây century, tiếng Việt mình là cây thế kỷ. Có bữa con hỏi Uncle Google tại sao gọi là cây century plant, thì không có trả lời, nhưng nó cái cây đó, tại vì đâu có sống 100 năm đâu. Con ban đầu con theo cái tiếng dịch đó, con nghĩ là phải 100 năm. Nhưng mà một cây đó sống từ 10 năm đến 30 năm, từ lúc cái hạt rớt xuống, và để từ từ năm này qua tháng nọ để thành những cái bụi. Nó rất là hùng, nó rất là kiên trì, nó rất là mạnh mẽ, nó rất là oai dũng. Và mỗi ngày qua năm tháng như vậy thì đến có khi 10 năm, 15 năm, có khi đến 30 năm thì bắt đầu cái hoa, cái đó gọi là gì nhỉ? Cái stem, dạ, cái nó bắt đầu, nó từ từ nó mọc lên và ở chính giữa cây, và nó như là gọi là như là cái đài hoa, nhưng mà điều nó lớn quá thì mình gọi cái đài, nó hơi là con không biết dùng. Mỗi ngày như vậy nó mọc vào khoảng 4 đến 5 inches, và khi nó lên cao như vậy đến 14-15 feet và bắt đầu mới trổ hoa. Và cái cây rất là lạ, khi con nhìn cái cây con liên tưởng đến hình ảnh của người mẹ qua năm tháng, người con gái trưởng thành, lớn lên có gia đình, và dồn hết những tinh hoa, những cái đẹp, những tình thương để nuôi đứa con. Và khi đứa con lớn cao lên rồi thì từ từ những cái lá hoặc là cái thân của người mẹ nó cũng bắt đầu nó già từ từ. Và mình nhìn những cái bè cây thế kỷ đó, khi mà cái hoa bắt đầu mọc ở bên trên rồi thì từng cái nhánh lá một, cái thân của nó khô dần khô dần, và nó rút hết tất cả những cái tinh túy của nó, cho hết lên trên cao, cho hết từng bông hoa, và để nó rũ xuống thôi, và không còn cái hình dáng hùng vĩ của cái những ngày năm đầu nữa. Và con luôn liên tưởng đến hình ảnh của một người mẹ chăm sóc cho con, chăm sóc cho gia đình.
Nhưng mà những cái bông hoa đó rớt xuống thì Lạc Lạp vẫn phải nhờ đất để nuôi dưỡng. Và những năm sau thì một cây thế kỷ khác lại ra. Cho nên tuy mình nói rằng cái cây ban đầu nó khô, nó chết, nhưng mà nó vẫn còn tiếp tục nuôi dưỡng ở những cái cây khác ở 10, 15 năm, 20 năm sau. Và mẹ không mất đi, mẹ còn ở trong con. Con tu học, con sống đời sống cho vững chãi, thảnh thơi, nhẹ nhàng. Mẹ cho hết con rồi, mẹ không đòi hỏi gì hết. Thì phần con phải làm tiếp tục công việc đó cho mẹ. Và mẹ cảm ơn con để sống đời sống đẹp, để mang mẹ đi tới. Thành hình ảnh, khi mình đi được những bước chân nó bình an, nó nhẹ nhàng, nó có mặt đó, thì mình nghiêng đầu, mình cảm phục trước một cái cây để dạy cho mình một bài học. Cũng như mỗi buổi sáng khi quý sư cô đi từ thiền đường này về lại sống trong sáng, sau buổi ngồi thiền sáng, con cũng đi chậm từng bước. Và những bước chân đó con rất là hạnh phúc, rất là yên. Và con cũng nghiêng đầu, con cảm phục trước những bốn cây tùng bút ở trong ni xá quý sư cô. Và con nói, ô, những cây tùng bút này dạy cho con một bài học là sống hòa điệu với tăng thân. Những cái nhánh tùng nhỏ nhỏ, nó không bao giờ nó mọc chĩa ra ngoài, mà nó cứ đi theo một cái khuôn khổ để từ ở phía dưới nó đi lên cao, lên trên, và nó nhọn dần ngất ngưỡng trên trời cao. Và hình như con chưa thấy cây tùng bút bị ngã gãy bao giờ. Có thể cây sồi bị ngã gãy hoặc những cây lớn bị ngã gãy, nhưng mà cây tùng bút hình như từng nhánh nhỏ và ôm lấy nhau và nâng đỡ nhau. Có thể có những cái nhánh chút xíu bị những con chim nó móc ra hoặc là bị gió, nhưng mà nó không thành vấn đề lắm. Nguyên một khối của một cái cây, nó vẫn là hình ảnh của một cái gì đó có kỷ luật, có biết nương tựa, có biết, con nói như là biết dựa vào uy nghi giới luật để tạo thành một cái hình ảnh nó rất là đẹp của một tăng thân. Và con cũng nghiêng đầu với hình ảnh đó. Như vậy thì cái sự tương tức giữa những cây cối của đất trời, đó cũng là những người thầy dạy cho con. Không phải chỉ là dưỡng khí của những cây cho con, hoặc là cái đẹp của cây cho con, nhưng mà bài học của cây sống, cây mọc lên qua năm tháng, cũng là thầy dạy của con. Con kính thưa đại chúng, hôm trước con có coi một cái đoạn phim tài liệu của đài BBC về cái power của thiền tập. Thì một nhóm người đó họ ngồi với nhau, và cái người dạy đó phát cho mỗi người một trái nho khô nhỏ xíu, bàn tay thì lớn, và trái nho khô nhỏ, và để mọi người ăn. Thì chắc là học ăn trong chánh niệm như mình. Nhưng mà con theo dõi thì con nhận thấy, ồ, mình cũng được thầy dạy thiền quyết, thiền ăn trong chánh niệm. Và mình đi xa hơn để mình nhận được cái sự tương tức của cái trái nho khô hiện giờ trong lòng bàn tay của mình. Và mình cẩn trọng bỏ vào miệng để mình nhai, để mình cảm nhận lại
khi con và con cũng để chuẩn bị cho buổi hôm nay, con cũng cảm nhận ô cái trái nho khô nó đang nhăn, tuy nó lớn cách mấy nhưng nó khô, nhưng mà những cái nếp nhăn đó nó vẫn thể hiện. Nhưng mà trước đó con nhớ những vườn nho ở bên làng Mai, ở bên xóm mới, những cái gốc cây nho 10 năm, 20 năm, nó ngắn thôi, nó khô cằn. Và những cái vườn nho, những cái lá lớn, và lấy từ những cái lòng đất đi lên, không biết lấy bằng cách nào, mà thân cây khô chỉ với những cái lá và những cái dây, và có những cái chùm nho xanh mộng đầy nước. Và để qua một quá trình chuyên chở, chuyển hóa, để từ những cái trái nho đó nó thành cái trái nho khô trong lòng bàn tay của con, thành cái sự tương tức của đất trời, của mưa nắng, của người trồng nho, người làm vườn, những người chở xe và những công ty thực phẩm, và ngay cả quý sư cô tri khố đi chợ mua nữa. Bao nhiêu là một công trình, bao nhiêu sự góp phần để có trái nho trong miệng của mình, để mình nếm được hương vị ngọt của nó. Không phải chỉ bằng tiền mình mới có, nhưng phải bằng tình thương và sự trân quý. Cách đây mấy bữa, chúng con có đọc được một đoạn văn trong cái báo Đất Lành về sưu tầm. Thì trong đoạn văn này nói đến một cậu bé sinh năm 1992 tại ở Gio Linh, Quảng Trị, cái miền Trung ở Việt Nam, cái nơi mà chiến tranh giữa hai miền, và nơi mà cái ở trên rừng Trường Sơn bị máy bay oanh tạc nhiều, và vì người ta sợ quân đội trốn nấp ở trong đó, cho nên quân đội Mỹ đã thả xuống gọi là những cái chất hóa học màu da cam. Vì cha mẹ cậu bé đó là lính, cho nên cậu bé đó khi sinh ra bị nhiễm chất độc hóa học màu da cam, và một cánh tay trái thì cụt xác, không có tay, không có cánh tay, chỉ xác ngay bả vai thôi, và cánh tay phải thì chỉ còn hai ngón thôi. Và nếu tính ra bây giờ thì sinh năm 92 thì là 27 tuổi. Nhưng mà chàng trai đó con có cái hình đã vượt thắng cái bệnh tật của mình, vượt thắng cái nghèo khổ của mình. Tại nghèo lắm, và gia dân làng người ta nhìn thấy thân hình như vậy, người ta nói chê bai, hoặc ta nói những cái lời nó rất là đau, cho nên ba mẹ phải bồng vào ở trong miền Nam và ở ngoài công viên, ở ngoài đường phố. Nhưng mà Trần Tung Sơn là cái tên của chàng trai này, không chịu đầu hàng với số phận của mình, vẫn kiên trì và cứ tiếp tục học, không có tay, không có một cánh tay, và tay kia chỉ có hai ngón, và cố gắng đi học, học để mà cuối cùng, và có khi ba phải cõng trên vai để đi rửa chén, rồi tối về nằm ở ngoài đường phố, hoặc nằm trên cái ghế đá công viên, bao nhiêu năm trời như vậy. Và dần dần, với cái nghị lực, và chàng trai đó đã đạt được học bổng, và đi qua Mỹ và đạt được học bổng toàn phần của Đại học Harvard.
Trần Trung Sơn đã viết một đoạn văn. Bằng bài luận bằng tiếng Anh, bài luận của cậu bé bị chất độc da cam cướp đi sự lành lặn của đôi tay, với tựa đề Nhìn đời qua bàn tay. Có cái đoạn: khi còn là đứa trẻ, bàn tay này đã níu chặt mặt đất để giúp tôi cân bằng. Nó đã nắm chặt lại để giúp tôi có những cú đấm mạnh nhất khi chơi võ. Nó bám chặt vào thành chiếc xe đạp đua bốn bánh của tôi. Khi lớn lên, bàn tay này đã chịu đau đớn viết nên những con số, những nét chữ, cho đến khi tôi có thể viết nên bài luận đầu tiên của mình về mẹ. Sau này, nó đã cầm bút để diễn tả những ý nghĩ tôi có trong đầu và giúp tôi giải những bài toán khó. Bàn tay duy nhất này đã từng tháo rời chiếc xe đạp của bố tôi ra để xem nó hoạt động thế nào, giúp tôi xoay tròn chiếc thước trên không trung giống như các nhà sư thiếu lâm, hay thích thú vẽ nên những bức tranh người que. Nó đã cầm viên phấn khi tôi dạy toán cho trẻ em nghèo, gõ lên bàn phím khi tôi làm việc cho một công ty máy tính trong kỳ nghỉ hè, và nắm lấy tay của bất cứ ai tôi gặp. Thưa đại chúng, và cậu Trần Trung Sơn bây giờ đã trở thành, năm 2016, sau khi tốt nghiệp ở Đại học Harvard, đã vào công ty của IBM và đã làm cố vấn. Con kể câu chuyện này để mình thấy rằng chúng ta tương thức với nhau. Những phát minh của khoa học, mới đầu mình rất là mừng rỡ, thích thú. Mình nghĩ những chất hóa học này sẽ không cho những cái cây nó mọc lên để nó có thể trống, để mình thấy được quân địch. Nhưng bao nhiêu chục năm rồi, bao nhiêu nạn nhân, bao nhiêu người chết, bao nhiêu người tật nguyền, nguồn nước bị nhiễm ô, đất đai bị nhiễm ô, và biết bao nhiêu năm sau nữa, bao nhiêu đứa trẻ sinh ra bị tật nguyền. Và nếu mình là những người nhà khoa học, mình có một cái nhìn tương tức, mình có cái nhìn sâu, nhìn kỹ, thì mình nên cẩn trọng hơn với những phát minh. Mình chỉ phát minh cái gì cho nhân loại hòa bình, cho lành mạnh của xã hội. Thành cái nhìn tương thức trong đạo Bụt dạy cho mình một cái tình thương yêu nó rất là rộng lớn. Con nhớ có bữa trong một đoạn trong cái cuốn Sám Pháp Địa Xúc, thì có đoạn của nói: một ngày nọ, Bụt nói với ngài A Nan, ai thấy được tính tương tức, người đó thấy được Như Lai. Con kính thưa đại chúng, Như Lai không phải chỉ là người mà đã xuất hiện cách đây 2600 năm. Bụt của lịch sử, Bụt ở trong thế giới Tích Môn đã qua, nhưng mà Như Lai, tự tính của Như Lai chúng ta đều có. Và khi mình có trong cái định tương tức thì mình sẽ thấy được
Như Lai, mình sẽ nếm được cái sự tỉnh thức, mình sẽ biết được thế nào là hiểu sâu, thương nhiều. Và mình sẽ có một cái tình thương không có kỳ thị để mình bao dung, để mình chấp nhận. Và có một calligraphy, một thư pháp thầy nói, kiên nhẫn là dấu ấn của tình thương. Khi mình tu học, mình có tình thương lớn, vì mình nhìn người đó đau là mình cũng đau. Và mình trở về, mình nhận diện được hơi thở của mình. Mình chỉ thở thôi, mình nhận diện đơn thuần. Thì ngay lúc đó, mình không có cái tự ái nổi lên trong lòng của mình. Mình không muốn trả lời lại cho nó mạnh, cho nó đau người kia. À, mình chỉ thở thôi. Và sau đó rồi mình nói, tự nhủ với mình rằng mình phải tha thứ. Chưa hẳn mình tha thứ cho người đó, nhưng cái điều đầu tiên mình phải tha thứ để mình cho mình được phép hạnh phúc. Còn nếu mình không tha thứ, mình mang trong lòng của mình trái tim rất là nặng. Thành đối với con, cái thực tập tương tức nó cho con nhiều cái nhìn kỹ lắm. Khi con nấu được nồi xôi đậu đen ngon mà mấy sư chị, sư em con cùng đứng quanh lại và ăn được miếng xôi đậu đen cháy, con thấy rõ bàn tay của mẹ con đang nấu xôi đậu đen cho con. Những lúc con đi anh Vũ, đi cắm trại, lúc còn nhỏ, 6-7 tuổi. Khi con sống với quý sư chị, sư em của con, mà một lời con nói ra, nó chậm rãi, nó từ tốn, như cái phin cà phê, nó lọc từng giọt, cái nào giữ lại, cái gì cho ra. Con thấy lời nói của ba con đang qua miệng của con. Thành cái nhìn tương tức, cái thực tập tương tức cho con thấy có mẹ, có ba con ở trong con, và ba mẹ đang sống trong con. Dù gì, dù là ba mẹ con đã qua đời. Quả vị tương tức là vậy. Con rất là hạnh phúc để được tu tập. Con thưa đại chúng, còn một quả vị cuối cùng, đó là quả vị vô sinh. Mà khi mình đã đi đến với những quả vị, đã về, đã tới an trú, tương tức, thì ngay lúc đó vô sinh biểu hiện. Tại vì sinh diệt trong hơi thở, sinh diệt trong hàng xa. Có đoạn sư ông nói, trong sám pháp địa xuất, mấy hôm nay trái tim con được mềm, được chảy ra với những cái bức thư tình sư ông viết cho đất mẹ trong sám pháp địa xuất. Và con rất là được nuôi dưỡng. Sư ông đại diện cho người con của đất mẹ, sư ông nói với Bụt, chúng con biết chúng con không cần phải đi tìm bản môn ở một nơi xa xôi nào, bởi vì bản môn ấy là tự tính đích thực của chúng con, có mặt trong chúng con ngay trong giây phút hiện tại. Thực tập chánh niệm, quán chiếu duyên khởi, thực chứng không và tương tức, là chúng con có thể trở về bản môn bất cứ lúc nào. Con kính thưa đại chúng về với lọc uyển thường xuyên. Đại chúng có để ý đến hai câu đối ở phía sau con không? Hai câu đối. Tịnh độ nơi đây thích chi rong chơi, người chẳng tìm cầu chi nữa. Bản môn bây giờ phị lòng an trú, nào há đeo đuổi gì thêm.
trong đời sống hàng ngày của ta, chúng ta. Chúng ta sống trong cái thế giới của tích môn. Nhưng nếu chúng ta có thực tập đã về đã tới, thực tập an trú, mình có được những định của không, duyên khởi, tương tức, thì lúc đó cửa bản môn mở ra. Và Như Lai, chân như, niết bàn, tất cả đều ở trong thế giới của bản môn. Có một vị vua tu học và đã nói vì thế giới của mình sống trong đời sống hàng ngày, mình có những cái niệm đối đãi với nhau. Có không còn mất, đến đi sinh diệt. Nhưng nếu mình tháo tung với những ý niệm đó, mình buông đi, mình không còn những cái phân biệt đúng sai. Cũng như bài kệ lúc buổi chiều ngồi thiền, ba nghiệp lắng rồi hết thị phi, thì với những cái đó mình lắng rồi, cái tâm mình trở về với giây phút hiện tại, mình yên lắng, không còn đúng sai nữa, thì tự nhiên mình chạm được bản môn và mình thấy Bụt mỉm cười với mình. Khi con đi, con cũng muốn học. Tuy con không thấy Bụt hồi xưa đi như thế nào, nhưng con rất thích bắt chước những cái gì đẹp, cái gì lành, cái gì hay để con noi theo. Thành con nhìn vào thầy, sư ông Làng Mai, thầy đi như Bụt, và con cũng muốn bắt chước. Con đi như thầy, con đi như Bụt, và con không mặc cảm, tự ái, là con có thể làm khác điều đó. Làm như vậy là quá đẹp rồi. Con phải dựa vào những cái tướng bên ngoài để con thúc liễm con. Con đi như thầy, an nhiên, thảnh thơi, đi mà bất động, tự tại. Con thấy được Bụt của con. Con kính thưa đại chúng, con nãy giờ đã mời đại chúng đi vào trong khu vườn của giây phút hiện tại. Và mỗi người trong chúng ta đều là những cái cây thực tập. Và chúng ta đã, đang và sẽ để nếm được những cái quả vị đã về đã tới, an trú, tương tức và vô sinh. Thành đây là một cái niềm hạnh phúc. Và nếu chúng ta cứ chế tác được cái năng lượng hạnh phúc trong mỗi phút giây, thì chúng ta sống trong một cái thế giới bình an, trong một cái thế giới an lành. Và chúng ta là một cái chốn trở về cho bao nhiêu người trẻ ngoài kia, họ tìm về. Và con rất là mong, và con cầu nguyện, và con cũng xin kính chúc đến đại chúng. Như bông sen búp lúc mới đầu, con mời đại chúng thấy đó, thì những cái đóa sen đó con cúng dường đại chúng ngày hôm nay, để chúng ta cùng rủ nhau, cùng mời nhau, chúng ta hãy thích thú với những pháp môn. Cái cây của sự thực tập có nhiều cái nhánh cành, và những nhánh cành đó mình có thể gọi tên: thiền đi, thiền thở, thiền ăn cơm, thiền nghe chuông, tất cả mọi thứ, tức là mình tỉnh thức trong từng phút giây. Thì từ mỗi người nương vào sự thực tập, ta sẽ làm hạnh phúc cho ta và sẽ làm hạnh phúc cho người thân và cho bao nhiêu người ở ngoài kia nữa. Và như vậy chúng ta sống được trong từng phút giây, sống một cách tỉnh thức, sống một cách sâu sắc và rõ ràng, bén nhạy. Chúng ta đã được phục sinh trong từng giây phút. Con xin cảm ơn đại chúng đã cho phép con chia sẻ với đại chúng.